Cũng rất nhiều người khen cậu thông minh, giỏi giang. Nhưng mà sự thật thì tôi khá thất vọng về cậu. Chị đang chơi trò tấn công cá nhân hả? Tôi không tấn công, mà tôi đang chỉ trích việc cậu bất chấp thủ đoạn. Cậu nói là sẽ tự giải quyết, nhưng lại đùn cho bạn gái xử lý thay. Bằng cách dùng những thủ đoạn lưu manh, cậu không những kéo thấp chúng ta ngang hàng với đối tác, mà còn biến La La từ chỗ trong sạch, vô can mà trở nên mờ ám, đáng ngờ đấy. Chị đừng có mà quá đáng. Chị dựa vào đâu mà phán xét người khác? Cứ hỏi mà anh sẽ rõ. Hỏi xem cô ta đã dùng thủ đoạn gì với tên Huấn. Công ty này là tâm huyết cả đời của bà cậu, chứ không phải nơi để bạn gái cậu thể hiện thế lực. La La là tâm huyết cả đời của hai vợ chồng bà. Bà không muốn khi nhắm mắt xuôi tay phải buông bỏ cho người khác. Bà nói đúng đấy ạ. Cháu nghĩ là mình không thể để kiểu cốc mò cò sơi được, đúng không hả bà? Nói thế cũng không sai. Nhưng chính xác là bà không muốn Gia An nó phải vất vả ngược xuôi thôi. Với lại tuổi bà cũng cao rồi, sức khỏe cũng chả biết thế nào, nên bà muốn Gia An nó ở bên cạnh bà càng nhiều càng tốt. Cháu hiểu mà. Nhất định cháu sẽ làm tốt nhiệm vụ bà giao. Anh An không thể đi đâu được ạ. Nhưng mà bà ơi. Sao? Bà có thể cho cháu thay chị Phương làm thư ký cho bà được không ạ? Có như thế cháu mới được ở gần bà này, vừa ở gần Gia An, còn thuận lợi cho việc bà giao nữa ạ. Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rủi. Ôi, ôi. Ôi. Ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mặt bà cái song song nhìn trời.